Sao hơn khoảng 45 phút con rồi. Dạ. Bao nhiêu rồi? Đã luôn. Chào tất cả mọi người. Giờ đâu đó tầm khoảng 7-8 giờ mọi người. Mình vừa phát hiện ở đây có một cái bãi. Cái chỗ này bữa mình đi câu cá, mình thấy buổi tối cá nó lên nó đớp nhiều lắm mọi người. Mình bữa nay mình có chuẩn bị cái chài. Mình đem cái chài huyền thoại của mình nè mọi người. Mình thu phục cái bầy cá ở đây nha. Chắc này nước cũng rồng. Hai ngồi đó. Mình có đem theo bịch cám mọi người. Trộn quăng xuống ruộng cá rồi. Làm cái này thì cá nó sẽ nhiều hơn á. Cá nó dễ dính. Nó dễ gom lên cục đó mọi người. Mình quăng chài nó dễ dính hơn, dính nhiều hơn. Hy vọng là bội thu nha mọi người. Cái này mình chia tầm 2 cục đi, 2 cục đi, làm 2 chỗ quăng. Chỗ này mình thấy là cá dữ lắm á, ngấp quá trời luôn. Mà không biết sao. Ôi, cá đâm, cá đâm, cá đâm. Dữ lắm rồi, dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Trời ơi, trời ơi. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Cá đầm dữ lắm nha mọi người. Dữ lắm mà dữ lắm à. Nó nói đây, nó đây, nó đây, nó đây. Quay sát xuống đây nè má. Dữ lắm rồi, cái nó đầm tực 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 cái lắm rồi. Ủa, 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 nhìn kìa. Dữ quá mọi người ơi. Dữ dằn rồi. Ôi. Quá đã, quá đã. Đù. Cá lô kiến, chà bá luôn. Quá, cá luôn. Cá đầu tiên nha mọi người. Quá đã. Cá đầu tiên. Cá đầu tiên quá. Chỗ này có cá nhiều mọi người ơi. Mới cá đầu tiên mọi người. Rồi mấy cá nhỏ bỏ hả? Bắt cá bự thôi anh, cá nhỏ đừng bắt. Ê, đem sợi cho, đem sợi cho. Đây nè. Đem sợi cho, đem sợi cho. Cá bự quá. Cái nhỏ là bỏ thì tịch đi nha. Mình còn cái này. Lấy lên chỗ, mình sẽ lấy cái này.
dột ở trên bờ, dột nó đây nè. Ê, cái này lấy đi, xíu rồi. Ăn căng rồi con. Bỏ nó đã. Mình bỏ luôn. Dột mà đừng dột vô chỗ đó, dột xa xa chỗ này vô. Để nó còn chạy nó vô lại á, nó dính hết. Cá lô kén chà bá luôn rồi. Này được không? Được. Từ từ. Cái chà bá luôn rồi. Quá đã, vô lòng. Em mê mắt rầy mắt. Ngon hạnh. Vô phải cá. Cá hết sức bự. Đi gách á, chứ cái chài không gách là nó cá dễ dính. Cá kiến này nhỏ không vụ, lúc đó mua cá kiến 20.000 con. Anh mới dọc cái gì? Dọc cá. Dọc nó đáp xuống tới cái sông nó cũng chết. Con cá chài nhỏ nè. Thả mà luôn. Mấy cái này bỏ nè. Cá nhỏ nhỏ anh thả đây, nó cá bự thôi. Cái đầu tiên gì là ngon lạnh đó nha mọi người. Cái này gỡ lâu quá, cá lô kiến nhỏ nhỏ không nhỏ không, nó để nó dính vô lứ. Thì gỡ ra hết rồi được. Bằng cá bự rồi. Thủy quái, thủy quái. Con cá. Ấy da. Con phi vô rồi. Đã luôn. Cá này có trứng nè. Vô lòng. Đây con nữa. Vô lòng luôn. Còn nữa. Cái này bắt được rồi. Hình như cái này mình chạy nó mình quăng nó. Nó chưa trúng cái cục mồi lúc nãy mình quăng á mọi người. Quăng một chài gỡ không muốn xỉu luôn. Mà toàn là cá nhỏ nhỏ nó được kiếm. Nói gì bữa, hôm bữa mình quăng cũng mấy tiếng rồi, biết bao lâu luôn. Mình có nhỏ hôm nay đi quăng chài một. Quá đã mọi người. Tiếp tục cái thứ hai nha mọi người. Cái đầu tiên quá thành công rồi. Cái thứ hai. Bữa nãy mình quăng nó chưa vô cái cục mồi bữa nãy mọi người. Mình cố gắng. Ôi cá nó quặn mà. Nó quặn tập cái đó luôn. Đó, đêm nay anh em mình vô mánh rồi mọi người. Đỡ cá đã luôn. Làm cái đó nha. Cái chạy của mình nó gách te tu hết rồi mọi người. Sao không chơi được. Tiếp tục tiếp tục. Rồi. Một quả. Còn kéo nó gãy cái gì lại? Kéo nó gãy lại hả? Không có giật hết. Tiếp tục luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Vô mảnh nè mọi người ơi. Dữ lắm rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Dữ lắm rồi. Bậy luôn mọi người ơi. Chuẩn bị. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè. Bụi sát ở đây em, bụi sát ở đây em. Lên này mọi người. Lên này mọi người ơi. Cuối hạn, cuối hạn. Trời ơi, trời ơi, cái chài. Hết hạn rồi chứ. Nát chài mọi người ơi, nát chài. Quá khứ, quá khứ. Đi
hai mọi người. Tiếp tục rửa cá. Tôi uống cá nhìn Vinh. Ủa phải cá phi mà. Cá phi. Phi không. Đàn cá phi thôi. Quá đã, quá đã. Cá gì đuôi lõi vậy? Cá cái gì không biết luôn. Cá cái gì? À, cá vừa hồng, cá vừa hồng. Cá vừa hồng nè. Thấy không? Ôi. Đúng rồi, cá vừa hồng. Không biết nữa. Vừa hồng. Vô ổ rồi mọi người ơi. Nghe vô, vô ổ, vô ổ. Nó dằn sành rồi đừng vô mắt á. Ở đây là ổ cá luôn rồi. Đây cá chê nhỏ rồi hả? Cá chê nhỏ đừng bắt anh, thả đi. Trời ơi. Ừ. Quá đã, quá đã. Lần đầu tiên trong đời mới đi chài được cái chỗ cá. Còn quá nhẹ mọi người. Cái lô cá luôn rồi. Ồ, con cá bự. Cá chạy ha. Hai cái chạy mọi người. Mới quăng hai cái à. Được nhiêu nè. Quá đã. Trời ơi. Nè. Mới có hai cái nha mọi người. Mình làm thêm vài cái nữa. Sớm giờ mình quăng mình chưa không có đụng tới cái cục bọ của mình á. Mình quăng nó hơi gặn ở trong bờ. Cái này một cái gấp đôi thì sợ. Cái dọc đường dưới gốc này. Câu ở đây nó hay dưới gốc. Cái nặng nặng lắm rồi đó. Lên đây, lên đây, lên đây. Nặng lắm nha mọi người. Trời ơi, cá đâm. Đắm mà mọi người ơi. Cái đâm tực 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 luôn. Trời ơi, cá bự mọi người ơi. Đổi cái địa điểm mình cài là chính cá lô kiến thôi mọi người. Cái cá này thả đi. Cá lô kiến nhỏ nhỏ không. Bắt đây. Rồi, mình rút kinh nghiệm à, mình không chạy mép ở đó nữa mọi người. Cá lô kiến nhỏ. Mấy cá lô kiến không à. Nhỏ không à. Không có cá phi, không có cá phi bự. Thậm chí nó không nghe đâm gì hết. Cái nặng nặng thôi chứ không đâm gì hết.
cá lóc ký mọi người. Rồi đây. Quá đã. Bắt con cá lóc ký nè. Nguyên cái chài này chỉ là được một cá này thôi mọi người. Thả cá lóc ký không à. Không có cá phi nữa hết á. Lô xô. Tưởng dục xong chứ. Cá lóc ký này mình nướng mọi mọi người. Hoặc là mình hấp xả. Chấm muối ớt chanh nè, bá cháy luôn mọi người. Cái thịt của nó trắng mà nó ngọt nó thơm lắm. Nhưng mà nhiều người không biết ăn nha. Người tôi gớm á, tôi sợ tôi nói nó sống ở dơ á, nó tao không ăn. Chứ cái thịt nó trong sạch bon mọi người, đâu có gì đâu. Thịt này ngon đó chứ. Giờ cá lóc kiến ở ngoài chợ người ta bán cũng mấy chục ngàn ký á. Ôi ơi, dữ lắm rồi mọi người ơi. Dữ lắm rồi. Trời ơi, rồi dính góc luôn. Dính góc luôn. Đấy. Không tiếp theo dính góc. Cá nặng quá. Mọi người ơi, dữ lắm rồi mọi người ơi. Cá nhiều quá, kéo nổi. Rồi cái gì nó. Dữ lắm rồi. Thì nước nó chảy nữa. Nó đâm tực mọi người. Vô rồi, nó đây. Lắm rồi mọi người. Được lắm rồi, cá. Ôi, chỗ này. Kỹ quái. Quá, ồ, cá phải khá là ngon rồi. Khá bự luôn á. Khá phi không mọi người. Trời ơi, nó đâm cái dài từ luôn. Trời ơi. Ba cái y như một. Công thức cũ mình quăng chỉ một chỗ một em rồi, một chỗ này thôi luôn á, mình rỡ cá tầm khoảng 5-1 phút quăng tiếp chẳng dính đi thình gì luôn, chứng tỏ là ở bãi này cá rất là nhiều mọi người. Tiếp tục. Quá đã cá chậm cá bự. Trời ơi, cảm giác cái cá mà cá nó đâm ở dưới mọi người, nó làm tật con người kéo không nổi luôn á. Quá đã. Chài của mình có 4 ký à. Tuồn cá bự ghê. Cái chài của mình mà tầm khoảng 7-8 ký, cái chục ký mọi người. Quăng một cái thì lo mà gỡ chài á. Nát chài luôn á. Cái này chắc tầm khoảng 3 ký cá mọi người, 2 ký mấy 3 ký á. Quá phê quá đã. Cái chài này mình giật lại xíu nữa rồi chạy vô. Cái này vẫn có cá mọi người.
nó cũng có đâm á. Có đâm, có đâm, có đâm, có cá đâm không rồi. Vậy tự nhiên con chích hành khủng. Hành khủng, trời trời trời, hành khủng. Quá. Ủa cái này nó kiếm bự luôn rồi. Nguyên cái quạt luôn. Nó kiếm bự không? Nguyên quạt chặn luôn rồi. Này đẩy thì nữa về anh ra qua phòng anh. Nguyên cái quạt luôn. Gỡ cá, gỡ cá. Nước rộng nó chài gì nè, nó không có dính gốc mọi người. Rửa xong còn mày gần cần, mày cần gần mé là gốc nó dính, gỡ không gỡ là mệt luôn. Cái này dướng gốc rồi mọi người. Có cá không? Có cá rồi, có cá bự luôn rồi, có cá bự, có cá bự. Trời ơi. Quá đã, quá đã. Nghe cái gốc này chạy. Vô mánh, vô mánh. Gốc này chạy. Vô mánh cái tổ. Vô cá mọi người. Gốc cây này giống gốc cây bữa nãy vậy. Gỗ xưa. Còn cá ú nu. Vuông mắt luôn rồi. Mọi người ơi, đêm nay anh em mình vô mánh này, quá trời cá luôn. Một cá luôn, đẹp đẹp quá. Cá phi mọi người, cá cỡ gì không nè, con này còn hơi nhỏ nha, hồi nãy có mấy con bự hơn nữa, vô số. Ở đây cát không mọi người. Cái cuối nha mọi người. Nãy giờ thì mình quăng cũng đâu tầm khoảng 5-6 cái mọi người. Giờ trời cũng tối rồi. Quăng cái này cái cuối nha mọi người. Anh em mình thu gom về nha. Cũng trễ rồi. Bắt vừa đủ ăn thôi. Nhiều quá mà ăn đâu có hết đâu. Để bữa sau mình còn ra mình chạy tiếp. Mình cộng cộng ở đây nha. Cộng đây về bữa ra chạy tiếp mọi người. Rồi rồi cái chạy của mình nó gách nè. Ngách lỗ 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 luôn. Cá bên đó làm tạc 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 luôn rồi. Cá kiến không? Mà quăng toàn cá lô kiến không à. Chứ không có con cá phi nữa chân. Mình làm cái cuối nha mọi người.
Mình dột tay mọi người ơi. Dột tay, dột tay. Làm lại, làm lại. Ê, giả là có cá đó. Có cá bảo đảm. Có cá rồi. Đó, thấy chưa? Trời ơi, trời, cá đi cũng có cá nhóc nữa. Cũng có cá nữa nè mọi người. Cái đó là mình chài bị lỗi nha. Phải chạy cái cuối rồi bị lỗi cho nên là trời ơi cái cuối nè bị lỗi nè. Thấy cá bự cũng không lỗi. Cái này là mình chạy bị lỗi nha mọi người. Mà cá làm gì nè mọi người. Trời ơi. Cái này là mình quăng nó bị dính cái chì nó đùng lại. Mình kéo lên liền luôn á. Không ngờ cũng có cá. Giờ đây nó cá là cá ổ ở đây mọi người. Vậy là mình phải quăng thêm một cái nữa. Cho nó ra hồn nha. Tính quăng cái cuối mà cũng còn chưa cho quăng cái cuối nữa. Chắc là có thể là cái cuối cùng này có thể dính thủy quái mọi người. Dính con cá. Con cá. Cá phi hoặc con cá chê 5-6 kg gì cho nó sơm trụ á. Chứ cái này bị lỗi cũng có cá nữa. Nó đụng chì lại nó quắn lại tùm lum hết. Nhưng mà vậy mình cũng có cá nữa. Vậy là bữa nay mình đi trúng ổ cá rồi mọi người. Trời ơi con cá nè. Bạn ơi rồi luôn. Bạn đi xa mình luôn. Ở đây thì đa số là nó có cá phi thôi mọi người. Tại vì ở đây là thường công ty á mọi người. Ở đây công ty rất là nhiều cho nên là nó có mấy cái chỗ mà xả nước thải á. Mấy con cá mà sống dai dai thì nó mới sống nổi nha. Còn cá mà yếu yếu là sống không nổi đâu. Ví dụ cá phi thì nó mạnh lắm. Môi trường nào nó sống cũng được hết á. Nó sống dai lắm. Nước lợ nó sống cũng được. Mà nước ô nhiễm nó sống cũng được mọi người. Cho nên ở đây cá rô phi nó nhiều dữ lắm. Toàn là cá rô phi thôi. Cá rô phi với cá chê á mọi người. Chỉ có mấy con cá đó mà sống ở đây mới nổi thôi. Đây giờ nguyên một cái khu này. Ở trên bờ là công ty nó xả thải xuống. Nó xả nước xuống. Cái nhỏ mình lả đi. Cái cuối cùng thiệt sự nè. Cái nãy nó bị lỗi vậy mình không tính nha. Nhầm cái này suôn sẻ. Để đem mình về mọi người cũng hơi mệt rồi. Cái này là cái cuối cùng thiệt nha mọi người. Cái này là dở hay là hay gì cũng đi về hết á. Cái cuối để có cá đâm nha mọi người. Có cá bự mọi người ơi, có cá bự đây, cái dễ đâm cá bự mọi người ơi. Nhiều mảnh cái cuối cùng quá đã. Cái cuối cùng nha mọi người. Quá đã rồi mọi người ơi.
cuối cùng nè, cá nè, tiếp tục gỡ cá, gỡ cá. Kiến chà bá mọi người. Cái này nữa nè mình về nha. Cá lóc kiến mọi người. Trời ơi, cá lóc kiến. Quá đã luôn. Cá lóc kiến nè. Em cá phi mọi người ơi, quá đã luôn. Vô xô cái này chắc, cái này chắc tầm khoảng một ký mấy cá luôn rồi. Con cá chê nữa nè. Ở đây không thấy cái chê bự, thằng cái chê nhỏ không mà thả đi. Rồi còn con đây nữa. Mệt quá mọi người, cuối cùng cũng xong mọi người. Bữa nay thì mình chạy tới đây thôi nha, cũng hơi đuối rồi. Nay mình gom đầu dài mọi người. Thành quả nè. Thành quả nè mọi người. Để mình đi trộn nước cái xói nước đây. Sao hơn tầm khoảng 45 phút mọi người. Cái này tầm khoảng 15 kg á. Khoảng 10 kg á. Hai kia mình rung hết rồi. Quá mà. Cá lâu kiến với cá rô phi không mọi người. Thành quả của anh em mình này. Cái bãi này thì về bữa nữa tụi mình sẽ ra đây chạy nữa nha mọi người. Hôm nay thì tụi mình sẽ tạm ngưng ở đây nha. Giờ cũng khuya à. Mệt mọi người. Đem về anh em mình tắm rửa. Thành quả bữa nay là quá ok à. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video nha. Nếu thấy hay thì mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để cho mọi người cùng biết tới kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.